Đây là mô hình nuôi chồm hương sinh sản nha. Bên em có cung cấp từ chồm hương con đến chồm hương lứa, chồm hương cá hậu bị và được nhảy được bao tiêu đầu ra. Đó, thì bên em có bán từ chồm hương con đến chồm hương lứa, chồm hương cá hậu bị. Mình có thể đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề. Có bà con dòng họ gì muốn nuôi chồm đó, mình liên hệ số điện thoại tiêu đề để mình đi xem thực tế, mình đặt con giống về mình nuôi nha. Đó, thì chồm hương lông sáng bự con dài đòn. Đó, thì bên đây chạy nuôi cũng 7-8 năm rồi. Có gì mọi người đăng ký kênh và liên hệ số điện thoại tiêu đề. Có bà con dòng họ ní ná gì muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại 0768400969 để mình đi xem và mình mua thực tế luôn nha. Mình đặt chồm. Đó, thì đây là chồm hương đang giữ con. Đó, kế tiếp chồm hương này là chồm hương bầu đang lên nai đẻ. Đó, đầy đủ hết trơn, em có nhiều loại. Đó, chú này cũng đang giữ con, đó là này là chú này, chú đực đại ca cầm bầy bắt phát bắt chúng mấy chục con cái đó, và đây là được chiến, được nhảy được bự con dài đòn, lọng thước hai mà đứng cái muốn hết luôn à. Đó, còn bên đây là chú chồng hương này, là chồng hương hậu bị nè. Nó hậu bị thì bự như thế này, lớn con, bự con dài đòn. Chú này là cũng là đang có biết nhảy, nó có con cu dài thòn đó, nó ngay chỗ tai đó là con cu của con chồng. Đó, bên đây là chú này, chú chồng này, chú chồng hương lứa. Nó có gì mọi người đăng ký kênh và liên hệ số điện thoại 0768400969 để mình đi xem thực tế. Rồi có bạn bè ní ná gì đó mình muốn mua mình cứ liên hệ số điện thoại đó, sẽ giới thiệu luôn, sẽ hướng dẫn chồng hương ăn chuối, ăn cháo, kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc như thế nào. Đó, có gì mọi người cứ liên hệ số điện thoại 0768400969 nha. Đó, thì số điện thoại đó thì mình liên hệ để mình đi xem thực tế về chồng hương luôn.